44 phẩm ma sự. Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, ngài đã khen các thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu công đức hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, dõng mãnh tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, làm cho hữu tình được thành tựu nghiêm tịnh cõi Phật. Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này khi tu các hạnh hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm sao biết được những ma sự trở ngại? Phật dạy: Thiện hiện đại Bồ Tát nào muốn tuyên nói pháp yếu cho hữu tình, nhưng đợi đến thời mới nói, biện tài diễn nói không phát sanh liền, thì nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà đại Bồ Tát muốn vì hữu tình tuyên nói pháp yếu, nhưng đợi đến thời mới nói, biện tài diễn nói không phát sanh liền, gọi là ma sự? Phật dạy: Thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, do nhân duyên tu bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa khó được viên mãn, nên nói đại Bồ Tát muốn vì hữu tình tuyên nói pháp yếu, nhưng đợi đến thời mới nói, biện tài diễn nói không phát sanh liền, đó là ma sự. Lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát nào thích tu thắng hạnh mà biện tài diễn nói phát sanh liền, thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, do duyên gì mà đại Bồ Tát thích tu thắng hạnh mà biện tài diễn nói phát sanh liền, gọi là ma sự? Phật dạy: Thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa mà không có phương tiện thiện xảo, biện tài diễn nói phát sanh liền, thì bỏ sự tu tập hạnh kia, do vậy gọi là đại Bồ Tát thích tu thắng hạnh, biện tài diễn nói phát sanh liền, đó là ma sự. Lại nữa, thiện hiện các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa khi ghi chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà nhăn rên ở ngáp, ngã nghiêng, cười giỡn, khinh lấn lẫn nhau, thân tâm rối loạn, sai lầm văn cú, lờ mờ nghĩa lý, chẳng để thấm nhuần thâm ý, chợt bỏ ngang việc, ghi chép không thành, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa khi thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà nhăn rên ngợ ác, ngả nghiêng cười giỡn, kinh lấn lẫn nhau, thân tâm rối loạn, sai lầm văn cú, lờ mờ nghĩa lý, chẳng được thấm nhuần thâm ý, chợt bỏ ngang việc, việc ấy không thành, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì khi nghe thuyết kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa phát khởi ý nghĩ: đối với kinh này ta chẳng thấm nhuần thâm ý, thì cần gì phải chịu khổ nhọc để được nghe kinh này? Suy nghĩ vậy rồi liền bỏ đi. Thọ trì đọc tụng tư duy tu tập ghi chép giải thích cũng như vậy. Phật dạy: Thiện hiện quá khứ do các thiện nam tử thiện nữ nhân này tu hành bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa một cách cạn cợt, nên khi lắng nghe thọ trì bát nhã ba la mật đa sâu xa này chẳng được thấm nhuần thâm ý, không kham nhẫn nổi liền bỏ đi. Lại nữa, thiện hiện khi nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa suy nghĩ: ta không được thọ ký vô thượng chánh đẳng bồ đề, thì cần gì phải lắng nghe thọ trì kinh như thế? Do nhân duyên đó, tâm họ không thanh tịnh, không được nghĩa lý sâu xa, nên rời tòa đứng dậy, chán nản bỏ đi, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này không thọ ký vô thượng chánh đẳng bồ đề cho các thiện nam thiện nữ, làm họ không thể kham nhẫn chán nản bỏ đi? Phật dạy: Thiện hiện Bồ Tát chưa vào chánh tánh ly sanh thì không nên thọ ký đại bồ đề, nếu thọ ký cho họ thì họ sẽ tăng thêm kiêu mạn gây tổn hại không ích gì, nên không thọ ký. Lại nữa, thiện hiện khi nghe thuyết kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa suy nghĩ: trong đây không nói đến danh tự của chúng ta, cần gì chúng ta phải nghe? Tâm họ không thanh tịnh, không được thấm nhuần, liền rời tòa đứng dậy, chán nản bỏ đi, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì trong kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa này không nói đến danh tự của Bồ Tát kia? Phật dạy:
thiện hiện, Bồ Tát chưa thọ ký Đại Bồ Đề thì tất nhiên không nói đến danh tự của họ. Lại nữa, thiện hiện, khi nghe thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa suy nghĩ, trong đây không nói đến nơi sanh thành ấp xóm làng của chúng ta, cần gì chúng ta phải nghe, tâm họ không thanh tịnh, không được thấm nhuần, liền rời tòa đứng dậy, chán nản bỏ đi, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa này không nói đến nơi sanh thành ấp xóm làng của Bồ Tát kia? Phật dạy, thiện hiện, nếu chưa nói đến danh tự của Bồ Tát kia thì không nên nói nơi sanh xa khác của họ. Lại nữa, thiện hiện, Đại Bồ Tát nào khi nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, tâm không thanh tịnh, không thấm nhuần mà bỏ đi, thì tùy theo họ sanh tâm không thanh tịnh, chán bỏ kinh này, đi bao nhiêu bước thì giảm bấy nhiêu kiếp số công đức, bị bấy nhiêu kiếp tội chướng Bồ Đề. Chịu tội ấy rồi, trải qua một thời gian, phát tâm tinh tấn cầu đến vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, tu các khổ hạnh khó hành của Bồ Tát thì mới có thể phục hồi được. Vì thế, Bồ Tát nào muốn mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì không nên chán bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa. Lại nữa, thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa vứt bỏ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa để cầu học kinh khác, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Vì sao, thiện hiện? Vì các thiện nam thiện nữ này vứt bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, căn bản của trí nhất thiết tướng, mà viên vào các kinh điển cành lá khác thì quyết không thể được Đại Bồ Đề. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn, những kinh nào giống như cành lá không thể phát sanh trí nhất thiết tướng? Phật dạy, thiện hiện, nếu thuyết pháp tương ưng với bậc thanh văn và độc giác, đó là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo và pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vân vân thuộc các kinh. Nếu các thiện nam thiện nữ nào tu học trong đó đạt được quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả a la hán, độc giác bồ đề mà không đạt được vô thượng chánh đẳng bồ đề thì đó gọi là các kinh khác giống như cành lá không thể phát sanh trí nhất thiết tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa quyết định phát sanh trí nhất thiết tướng có sức mạnh và công năng lớn giống như cội cây. Các thiện nam thiện nữ này vứt bỏ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa cầu học kinh khác thì quyết không thể được trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa sanh ra pháp công đức thế gian xuất thế gian của chúng Đại Bồ Tát. Do vậy, Đại Bồ Tát nào tu học kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa là tu học tất cả thiện pháp công đức thế gian và xuất thế gian của chúng Đại Bồ Tát. Lại nữa, thiện hiện, thí như con chó đói bỏ thức ăn của chủ, lại theo tôi tớ cầu xin ăn. Đời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa vứt bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa là pháp căn bản của tất cả Phật Pháp để cầu học kinh điển tương ưng với nhị thừa cũng như vậy, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, thí như người muốn tìm voi chúa, được voi rồi, lại bỏ đi tìm dấu chân nó, ý ông thế nào? Người này có thông minh chăng? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn, người này không thông minh. Phật dạy, thiện hiện, đời tương lai, có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, vứt bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, là pháp căn bản của tất cả Phật Pháp, để cầu học kinh điển tương ưng với nhị thừa cũng như vậy, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, thí như người muốn thấy biển lớn, khi thấy biển rồi lại bỏ đi tìm nước trong dấu chân trâu và suy nghĩ, lượng nước trong biển lẽ nào lại sâu rộng như thế này hay sao? Ý ông thế nào? Người này có thông minh chăng? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn, người này không thông minh. Phật dạy, thiện hiện, đời tương lai, có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, vứt bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, là pháp căn bản của tất cả Phật Pháp, để cầu học kinh điển tương ưng với nhị thừa cũng như vậy, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, thí như có người thợ hoặc đệ tử của người thợ muốn dựng một cung điện lớn như cung điện thù thắng của trời Đế Thích, họ thấy cung điện ấy rồi nhưng lại thiết kế theo cung điện mặt trăng mặt trời, ý ông thế nào? Người thợ hoặc đệ tử người thợ có thể dựng cung điện lớn như cung điện thù thắng của trời Đế Thích được không? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn không, Bạch Thiện Thệ không.
Phật dạy Thiện Hiện, ý ông thế nào, người này có thông minh chăng? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, người này không thông minh, là người ngu si. Phật dạy Thiện Hiện, đời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, muốn cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, mà vứt bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, để cầu học kinh điển tương ưng với nhị thừa, thì cũng như vậy, quyết chắc họ không đạt được sự mong cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, như người muốn diện kiến chuyển luân thánh vương, khi được diện kiến không nhìn kỹ hình tướng rồi bỏ đi đến nơi khác, thấy hình tướng tiểu vương phàm phu, liền nghĩ hình tướng oai đức của chuyển luân thánh vương cùng với đây nào có khác, ý ông thế nào, người này có thông minh chăng? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, người này không thông minh. Phật dạy Thiện Hiện, đời đương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, cũng như vậy, muốn cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng vứt bỏ bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, để cầu học kinh điển tương ưng với nhị thừa, và nói kinh điển này cùng với kinh điển ấy không khác nhau, cần gì phải dùng kinh điển ấy làm gì, thì quyết chắc các thiện nam thiện nữ này không đạt được sự mong cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, như có người đang đói được món ăn nhiều vị ngon mà lại bỏ đi để cầu ăn cơm thiêu hầm, ý ông thế nào, người này có thông minh chăng? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, người này không thông minh. Phật dạy Thiện Hiện, đời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, bỏ kinh điển Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa để cầu học kinh điển tương ưng với nhị thừa, ở trong đó muốn cầu trí nhất thiết tướng cũng như vậy, các thiện nam tử thiện nữ nhân kia chỉ lướng uổng mệt nhọc, quyết chắc không đạt được trí nhất thiết tướng, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, như có người nghèo được vật báu vô giá nhưng lại bỏ để đổi lấy ca già mạc ni, một loại bảo thạch thủy tinh, ý ông thế nào, người này có thông minh chăng? Thiện Hiện thưa, bạch Thế Tôn, người này không thông minh. Phật dạy Thiện Hiện, đời tương lai có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, bỏ kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa để cầu học kinh điển tương ưng với nhị thừa, ở trong đó muốn cầu trí nhất thiết tướng cũng như vậy, các thiện nam tử thiện nữ nhân kia chỉ luống cuồng mệt nhọc, quyết chắc không đạt được trí nhất thiết tướng, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, Thiện Hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, bỗng phát sanh những tư duy thấp kém, do những tư duy này làm cho sự ghi chép Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa không được rốt ráo. Những tư duy thấp kém là tư duy về sắc, hoặc tư duy về thanh hương vị xúc pháp, hoặc tư duy về bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, cho đến hoặc phát sanh tư duy về vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm cho sự ghi chép Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa không được rốt ráo, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể tư duy, khó nghĩ bàn, không tư lự, không sanh diệt, không nhiễm tịnh, không định loạn, địa danh ngôn, bất khả thuyết, bất khả đắc. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa như pháp đã thuyết, đều vô sở hữu, đều bất khả đắc. Các thiện nam, thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa mà có các pháp như thế làm rối loạn tâm mình, thì sẽ khiến cho không rốt ráo. Vì thế nên nói là ma sự của Bồ Tát. Khi ấy cụ thọ Thiện Hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa có thể ghi chép được chăng? Phật dạy Thiện Hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa không thể ghi chép. Vì sao? Này Thiện Hiện, vì tự tánh Bát Nhã Ba La Mật Đa vô sở hữu, bất khả đắc, tự tánh tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa cũng vô sở hữu, bất khả đắc, tự tánh pháp nội không vô sở hữu, bất khả đắc, cho đến tự tánh pháp vô tính, tự tính không cũng vô sở hữu, bất khả đắc, tự tánh bốn niệm trụ vô sở hữu, bất khả đắc, nói rộng cho đến tự tánh 18 pháp Phật bất cộng cũng vô sở hữu, bất khả đắc, tự tánh trí nhất thiết vô sở hữu, bất khả đắc, tự tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô sở hữu, bất khả đắc. Này Thiện Hiện, tự tánh các pháp đều vô sở hữu, bất khả đắc, tức là vô tánh. Vô tánh như thế, tức là Bát Nhã Ba La Mật Đa, không phải pháp vô tánh có thể ghi chép vô tánh. Vì thế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể ghi chép được.
thiện hiện, các thiện nam thiện nữ, trụ Bồ Tát thừa, nếu đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà khởi tưởng vô tánh thì nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa ghi chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Nếu họ suy nghĩ, ta dùng văn tự ghi chép Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, họ nương vào văn tự để chấp trước Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Phật dạy, thiện hiện, đúng vậy, như ông đã nói. Vì sao? Này thiện hiện, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, sắc không có văn tự, thọ tưởng hành thức không có văn tự, nhãn xứ không có văn tự, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng không có văn tự, sắc xứ không có văn tự, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không có văn tự, nhãn giới không có văn tự, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng không có văn tự, sắc giới không có văn tự, thanh hương vị xúc pháp giới cũng không có văn tự, nhãn thức giới không có văn tự, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng không có văn tự, nhãn xúc không có văn tự, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng không có văn tự, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng không có văn tự, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng không có văn tự, Bát Nhã Ba La Mật Đa không có văn tự, tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí Ba La Mật Đa cũng không có văn tự, pháp nội không, không của các pháp nội tại không có văn tự, pháp ngoại không, không của các pháp ngoại tại, nội ngoại không, không của các pháp nội ngoại tại, pháp không không, không của không, đại không, không lớn, tháo nghĩa không, không của chân lý cứu cánh, hữu vi không, không của các pháp hữu vi, vô vi không, không của các pháp vô vi, tất cánh không, không tối hậu rốt ráo, vô tế không, không không biên tế, tán vô tán không, không của sự không phân tán, bản tính không, không của bản tính tự nhiên tính, tự cộng tướng không, không của tự cộng tướng, nhất thiết pháp không, không của vạn hữu, bất khả đắc không, không của cái bất khả đắc, vô tính không, không của vô thể, cái không tồn tại, tự tính không, không của tự tính, vô tính tự tính không, không của vô thể của tự tính của cái không tồn tại, cũng không có văn tự. Bốn niệm trụ không có văn tự, nói rộng cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng không có văn tự, trí nhất thiết không có văn tự, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không có văn tự. Vì thế không nên chấp có văn tự có thể ghi chép được Bát Nhã Ba La Mật Đa, thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ, trụ Bồ Tát thừa. Nếu chấp trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa không có văn tự là sắc, không có văn tự là thọ tưởng hành thức, như vậy cho đến không có văn tự là trí nhất thiết, không có văn tự là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thì nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa. Khi ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập, tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu có ý nghĩ đến cõi nước, hoặc có ý nghĩ đến thành ấp, hoặc có ý nghĩ đến kinh đô, hoặc có ý nghĩ đến nơi chốn, hoặc có ý nghĩ đến thân giáo sư, hoặc có ý nghĩ đến bạn đồng học, hoặc có ý nghĩ đến cha mẹ, vợ con, hoặc có ý nghĩ đến anh chị em, hoặc có ý nghĩ đến dòng họ bạn bè, hoặc có ý nghĩ đến quốc vương đại thần, hoặc có ý nghĩ đến đạo tặc ác nhân, hoặc có ý nghĩ đến thú dữ ác quỷ, hoặc có ý nghĩ đến sự nhóm họp chơi giỡn, hoặc có ý nghĩ đến dâm nữ khoái lạc, hoặc có ý nghĩ đến trả ơn báo oán, hoặc có ý nghĩ đến những việc khác, hoặc có ý nghĩ về ý nghĩ ấy, thì đều là sự dẫn phát của ác ma, làm trở ngại vô biên thiện pháp thủ thắng, do Bát Nhã Ba La Mật Đa phát sanh, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa khi ghi chép, thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, được tiếng khen lớn, được cung kính cúng dường những thứ như y phục, đồ ăn thức uống, giường chõng, thuốc men và các thứ khác, do các thiện nam thiện nữ ấy tham đắm các thứ này nên thối thất vô biên thiện nghiệp thủ thắng mà Bát Nhã Ba La Mật Đa sanh ra, nên biết đây là ma sự của Bồ Tát. Thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, khi ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, có các ác ma giả hiện bản thân, đem các thứ sách luận thế tục hoặc kinh điển tương ưng với nhị thừa trao cho Bồ Tát, trong đây rộng nói về thắng sự thế tục hoặc rộng nói các uẩn xứ giới thật đế duyên khởi, 37 pháp phần trợ đạo, 3 môn giải thoát, 4 tịnh lự, vân vân. Ác ma nói:
Nghĩa thú kinh điển này thâm sâu nên siêng tu học và bỏ kinh Bát Nhã đã tu tập. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này dùng phương tiện khéo léo không nhận lấy sách luận thế tục hoặc kinh điển tương ưng với nhị thừa do ác ma trao. Vì sao? Vì sách luận thế tục, kinh điển nhị thừa không thể phát sanh trí nhất thiết tướng, không phải phương tiện thuận tiện để hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề mà chỉ làm chướng ngại vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ta rộng nói phương tiện khéo léo cho đạo Đại Bồ Tát. Trong đây, Đại Bồ Tát nào có phương tiện khéo léo, tinh cần tu học các hạnh Bồ Tát, thì mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa vứt bỏ phương tiện khéo léo của đạo Đại Bồ Tát do kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nói ra, mà thọ học luận thư của thế tục, ác ma hoặc kinh điển tương ưng với nhị thừa, thì nên biết đây là ma sự của Bồ Tát.